Phương Trâm xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018, chương trình có những phần tin chính như sau. Tàu chiến của Anh ghé cảng Sài Gòn. Bắt đối tượng kích động biểu tình gây rối trật tự. Tại Quảng Ngãi, tạm giữ hình sự 9 người gây rối trật tự trong dịp lễ 2 tháng 9. Tổng thống Mỹ cảnh báo thảm họa nếu tấn công Ả Rập. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam. Rạng sáng ngày 3 tháng 9, chiếc cầu nằm trên tuyến đường tỉnh lộ DT766, huyết mạch nối quốc lộ 1A, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai với huyện Đức Linh, Bình Thuận đã đổ sập khiến nhiều xã bị chia cắt. Tại hiện trường, chiếc cầu dài khoảng 15m, rộng hơn 10m bị gãy đứt làm hai phần. Hai mố cầu bị bật móng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Linh Nguyễn Văn Húy cho biết, những ngày qua ở huyện có mưa lớn, mực nước ở hồ Tân Hà và các sông suối dâng cao, dòng chảy rất lớn. Ngành giao thông và các lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn hai đầu cầu để cảnh báo các phương tiện và người dân biết, đồng thời khẩn trương khảo sát để lắp đặt cầu tạm, sớm thông xe trong vài ngày tới. Theo người dân địa phương, tạm thời một số phương tiện nhỏ có thể đi tuyến đường tránh, vòng phía sau rẫy. Tuy nhiên, do mưa lũ, tuyến đường này có nhiều đoạn bị hư hỏng, lầy lội. Hiện có một tuyến đường giao thông khác nối từ quốc lộ 1A, từ thị trấn Tân Minh, ngã ba căn cứ 6, thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận để đến huyện Đức Linh. Tiếp theo là tin môi trường. Hàng chục cây thông trên 30 năm tuổi bị cưa hạ trái phép, nằm ngổn ngang, vết cưa còn rất mới, nhiều gốc cây còn ứa nhựa. Vào ngày 4 tháng 9, lực lượng kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đến khu rừng thuộc khoảnh 4, tiểu khu TK270 do Ban Quản lý rừng Nam Bang, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng quản lý để đo đếm số cây thông bị triệt hạ trái phép. Khu rừng bị triệt hạ nằm sát khu dân cư, chỉ cách Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Bang chừng 1 km. Tại hiện trường sáng ngày 4 tháng 9, hàng chục cây thông hơn 30 năm tuổi bị cưa hạ nằm ngổn ngang, nhiều gốc cây còn ứa nhựa trắng. Xung quanh còn có nhiều cây thông khác bị cưa hơn một nửa thân cây. Nếu có gió mạnh sẽ bị gãy đổ. Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm, tổng cộng đã có ít nhất 45 cây thông trồng vào năm 1987 bị cưa hạ. Những cây thông bị cưa có đường kính gốc từ 35 đến 50cm, cao từ 20 đến 30m. Ông Nguyễn Phúc Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nam Bang cho biết, tính đến nay khu vực rừng thông này đã bị cưa hạ trái phép đến lần thứ 3, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được những kẻ triệt hạ thông để xử lý. Cũng theo ông Thái, bước đầu xác định đây là nhóm hoạt động có tổ chức, mục đích triệt hạ rừng thông là để chiếm đất sản xuất. Tiếp theo là tin Biển Đông. Tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng Sài Gòn vào sáng ngày 3 tháng 9 trong hoạt động nhằm khẳng định cam kết của Anh đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Truyền thông trong nước hôm 3 tháng 9 cho hay, tàu đổ bộ HMS Albion cùng 500 binh sĩ với chỉ huy là Đại tá Tim Neal đã đến Sài Gòn trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Nói với báo giới khi đến Sài Gòn, Đại tá cho biết chuyến thăm lần này của tàu nằm trong cam kết của Anh nhằm xây dựng hòa bình, an ninh và thịnh vượng tại khu vực. Vào tháng 5 năm nay, tàu HMS Albion và tàu HMS Sunderland của Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã đi vào Biển Đông, nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc và một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vào hồi tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson đã nói tại Australia rằng Anh và Australia đang xem xét triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đến Biển Đông để đối phó với những thách thức từ Trung Quốc. Chuyển sang tin dân chủ nhân quyền, vào ngày 4 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng An ninh tỉnh Tiền Giang đã thi hành lệnh bắt giữ ông Huỳnh Trương Ca, sinh năm 1971, ngụ xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, với cáo buộc sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân để đăng tải nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Ông Ca còn bị cáo buộc là thành viên thuộc nhóm tổ chức phản động, xưng danh là Hiến pháp. Theo truyền thông trong nước cho biết, thời điểm bị bắt thì ông Ca đang trên đường từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để kích động kêu gọi biểu tình gây rối trật tự, thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Tiếp theo là tin công an hành dân. Vào chiều ngày 4 tháng 9, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự 9 người vì có hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ,
và lập biên bản vi phạm hành chính với 23 người khác liên quan đến vụ việc chặn quốc lộ 1A vào đêm 2 tháng 9, rạng sáng 3 tháng 9. Số người này bị cáo buộc là đã dùng gạch đá và bom xăng để ném vào lực lượng cảnh sát cơ động. Người dân sau đó lên tiếng bác bỏ cáo buộc này và trong các đoạn video quay tại hiện trường cũng đã cho thấy sự việc cháy nổ do bom xăng. Phát biểu tại buổi họp báo chiều ngày 4 tháng 9, ông Dương cho biết có khoảng 500 người vào sáng ngày 4 tháng 9 đã bao vây Ủy ban Nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để đòi trả tự do cho số người bị bắt trước đó. Đồng thời tạm giữ 3 cán bộ gồm một công an và 2 người thuộc nhà máy xử lý chất thải MD, đơn vị bị người dân tố cáo là gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ chiều thì 3 cán bộ này lần lượt được trả tự do, trong khi 9 người dân vẫn còn bị giam giữ ở công an huyện Đức Phổ. Vừa rồi là tin Việt Nam, tiếp theo là tin quốc tế. RFI đưa tin cho biết, vào ngày 3 tháng 9 2018, quân đội Ukraine bắt đầu tập trận chung với Hoa Kỳ và các nước thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong bối cảnh căng thẳng với Nga. Cùng ngày, hạm đội Baltic của Nga cũng đã tổ chức tập trận lớn ở Kaliningrad chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc tập trận Vostok 2018, có quy mô lớn nhất kể từ năm 1981 với hai khách mời là Trung Quốc và Mông Cổ. Bên phía NATO, cuộc tập trận thường niên mang tên Private Trading diễn ra gần làng Staryvyi, miền Tây của Ukraine và sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 9. Cùng thời điểm kết thúc Vostok 2018, có khoảng 2.200 quân nhân và 350 thiết bị quân sự được huy động từ 10 nước thành viên của khối NATO và 4 nước thuộc Liên Xô cũ. Theo thông tin trên trang Twitter của đại sứ Mỹ Mary Yavanotik, nhân lễ khai mạc được AFP trích dẫn, các nước tham gia thể hiện đoàn kết với Ukraine về an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tình hình miền đông Ukraine trở nên căng thẳng hơn kể từ khi ông Alexander Zakhachenko lãnh đạo đất nước, Cộng hòa Donetsk, tự tuyên bố bị ám sát. Vào ngày 3 tháng 9, quân đội Ukraine cho biết có 8 quân nhân bị thương trong vòng 24 giờ. Vào tuần tới, từ ngày 11 đến 15 tháng 9, cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ năm 1981 mang tên Vostok 2018 sẽ được Nga tiến hành ở Siberia, vùng Viễn Đông, quy tụ khoảng 300.000 quân nhân cùng với nhiều đơn vị Trung Quốc và Mông Cổ. Cũng liên quan đến tin quốc tế, từ nhiều tuần nay, chính quyền Damascus đã tập hợp nhiều đơn vị quân đội tại các khu vực xung quanh tỉnh Idlib để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn tấn công. Tiếp theo, các phản ứng từ Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân quyền vào hôm 3 tháng 9, 2018, đến lượt Tổng thống Mỹ và Bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng cảnh báo về các thảm họa khủng khiếp đối với thường dân. Trong một thông điệp trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump báo trước là chiến dịch tấn công vào khu vực cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy có thể khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Ông Donald Trump cảnh báo Nga và Iran sẽ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng nếu tham gia vào chiến dịch này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh là một chiến dịch như vậy nếu xảy ra sẽ dẫn đến các thảm họa nhân đạo mới, trực tiếp đe dọa số phận của 3 triệu thường dân sống tại Idlib, gây ra một làn sóng tị nạn mới. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia bảo trợ một số nhóm nổi dậy tại Aleppo, đã triển khai nhiều đơn vị quân đội tại khu vực này và đang tìm cách tránh một cuộc tấn công của quân đội Damascus vào tỉnh Aleppo. Tiếp theo là chuyên mục bình luận thời sự. Trong chương trình hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Nguyễn Thông với nhan đề Thế lực thù địch. Bài viết được đăng tải trên trang cá nhân của tác giả vào ngày 4 tháng 9, 2018. Mời quý vị cùng theo dõi. Hôm trước coi video thấy cảnh đoàn xe chở và hộ tống ông thủ tướng đi Hà Nam phủ lý, chi đó dài dằng dặc. Rầm rập hung dữ, tiền hô hậu ủng, còi xe công an hú kinh người, xe lao vung vút, không khác gì chạy trốn hoặc đi đánh giặc. Người ta bảo với các quan lớn thì phải thực hiện dịch vụ bảo vệ như thế để đảm bảo an ninh an toàn trước các thế lực thù địch. Về với dân, tin những chị dậu, anh pha, cái tí, cái tiểu, thằng dần, nhưng luôn lo sợ là thế lực thù địch hoặc bị thế lực thù địch lợi dụng nên cứ phải ngồi tịch trong cái hòm kín phóng vung vút. Còn có ông khác ở xứ ta, xài cả xe chống đạn giá vài chục tỷ rất kinh. Kiểu dạy dân như thế, nếu áp dụng với quốc khách như Obama, Tập Cận Bình, Putin thì cũng hợp lẽ, bởi nếu xảy ra chuyện đó thì đó không hay và sẽ gây ra khó khăn trong quan hệ quốc tế. Đằng này ngay trong nhà mình, trên đất mình, với dân mình, cứ coi như quân thù, quân hằng, đề cao tinh thần cảnh giác,
Nếu ai bảo rằng đã ở cương vị như thế thì phải thế. Vậy tôi xin hỏi, trả lời làm sao việc ngài Tổng thống Uruguay Jorge Pepe Mujica, người đã đưa đất nước phát triển thêm gần 20% trong hai nhiệm kỳ của ông, khi làm tổng thống chỉ tự hàng ngày lái xe từ nhà cấp 4, cả nhà đều xe đều không có lính bảo vệ, tự tới dinh, hết ngày làm việc lại tự lái xe về, ngày nghỉ thì hai vợ chồng lao động, làm vườn, nấu ăn, không có lấy một người phục vụ. Chính nhà độc tài Fidel Castro của Cuba cũng còn phải khen ngợi ông này, gọi ông là vị tổng thống bình dân được dân chúng yêu mến nhất trên thế giới. Thế lực thù địch nguy hiểm hay không nguy hiểm là do mình. Chính mình tạo ra, khi đã không chính danh, làm điều xấu thì luôn thần hồn nát thần tính. Nhìn đâu cũng ra kẻ thù, miệng thì cười nói nhưng lòng thì run sợ. Đã không được lòng dân, không có dân che chở, yêu thương thì dù có cả sư đoàn mãnh hổ bảo vệ, xe phóng vun vút với tốc độ ánh sáng, ngồi xe tăng bọc thép dày cả mét, thì cũng như người đã chết, cần gì phải ai dọa ai giết. Chuyên mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện Quanh Ta ngày hôm nay. Chương trình sự kiện Quanh Ta sẽ được phát trên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị, xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.